Xin chào các bạn, chào mọi người. Bonjour, bonjour tout le monde. Sau bao ngày đi nghỉ hè về thì cái sân của mình, trời ơi, nó giống như cái đồng cỏ vậy đó các bạn ơi, khủng khiếp luôn. Après les vacances, je suis rentré chez moi. Regardez. Mon jardin, c'est un peu comme comme le champ. Regardez avec moi. Incroyable. Đây là mấy cây rau tía tô đất này. Đó, nó già cỗi rồi, nó già dữ lắm rồi. Đó, nó lên cao thiệt là cao luôn. Cao chắc cũng khoảng 70 cm. Còn mấy dây bí nè. Đó, mấy dây bí nó có trái nhỏ nhỏ ở dưới nè. Bí đỏ. Đó. Nó bò tùm lum hết trơn. Đó, còn cái này là rau thơm nè các bạn. Rau thơm nó trổ bông hết rồi. Và cái lá của nó trắng trắng hết rồi nè. Nó bị mấy cái con này con kia nó bu lại cho nên là nó không có đẹp nữa. Regardez. Mes citrouilles. Ça c'est la menthe. Et ça c'est citronnelle. Les citronnelles. Voilà, ici, voilà, c'est le champ chez moi. Các bạn nhìn nè, cỏ nó lên cao kinh khủng luôn. Oh la la la, cái này cắt nó mệt dữ lắm luôn nè. Đó. C'est coquelicot. Coquelicot. Các bạn nhìn nè, oh la la la, cỏ cao quá trời cao luôn. Cái sân của mình bây giờ nó như thế này nè, khủng khiếp chưa. Đây là bụi mâm xôi nè, mấy cây mâm xôi của mình trồng nè. Ça c'est des framboises. Voilà. Et là-bas, oh là là, c'est tout bazar là-bas. C'est ok. Mấy cái cây của mình nó tàn, nó rụi hết trơn rồi các bạn. Ôi là nó có trái bí to thiệt là to luôn nè. Nó xì thui ghét đi các bạn. Wow, to kinh khủng chưa. À, mà xì thui. Ê mẹ tôi mệt. À, đây cây ớt nè. Cây ớt này thì trái nhiều nhưng mà nó chưa có chín. Còn đây, đây là mấy cái cây cà chua của mình này, la liệt luôn. Đó. Đây là trái bí. Đó. Bí nhiều trái lắm các bạn ơi. Đó, nhiều lắm luôn, khắp nơi. Trái này nó nhỏ thôi chứ nó không có to lắm. Chỉ có một trái là to. Đó, ở đằng kia còn nữa, ở đằng kia còn một trái to nữa. Regardez, ici encore un autre citrouille. Đây, trái này to ghê chưa? Các bạn nhìn thấy này. Đó. Ồ la 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 la, trái này to ghê chưa? Wow, đẹp cực kỳ. Trái này chắc để làm trang trí cho mùa Halloween được. Còn đây là trái nhỏ thôi. Đó. Đây thì trái nó nhỏ thôi. Còn đây, đây cây này là cây mâm xôi của mình nè. Còn cà chua. Đó, cà chua của mình nè. Đây các bạn nhìn thấy này. Cà chua. Ôi là nó sắp chết hết rồi. Đó, mình bỏ nó bao mấy tuần lễ luôn cho nên bây giờ nó nên nó sắp chết hết rồi. Đây, trái nó nứt hết trơn nè, mưa nhiều quá nó nứt hết. Còn mấy trái này thì nó hư hết rồi. Voilà, mes tomates. Voilà, ils sont en train de pourrir. Encore quelques-unes, c'est bien. Ici encore. Voilà. Celle-ci, regardez. Voilà mes tomates. Oh là là. Các bạn nhìn này,
Đó, có những trái nó cũng đã thúi từ trên cây luôn. Đó. Tại mình bỏ nó mấy tuần lễ luôn. Các bạn thấy nè, nó mọc tới đất luôn. Wow. Đẹp ghê, thơm lắm các bạn ơi. Thơm cực kỳ luôn. Thử một trái ha. Mình thử một trái nhỏ 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 này coi sao. Cái này là mình trồng là phải nói là không phân thuốc, không có gì hết luôn. Nó ngọt quá các bạn ơi. Đó, trái là liệt nằm dưới đất luôn nè. Chắc có gió nhiều lắm cho nên là nó nằm nó ngã xuống đây nè. Đó, trái nhiều to chưa, thơm thiệt là thơm luôn. Thì cây trái mình trồng nó là hữu cơ đó các bạn, cho nên nó rất là thơm. Và mình trồng từ dưới đất lên, mình không phải là trồng thủy canh cho nên nó thơm, thơm cực kỳ. Còn đây là mấy cái bông của cây hành. Còn cái này là rau tía tô phải không? Đó, rau tía tô, rau kinh giới, nó già hết trơn rồi nè. Đó, nhìn nó hoang tàn chưa? Cái vườn rau của mình nó hoang tàn chưa chưa? Đó. Còn phía bên kia cũng còn một cây rau tía tô. Đó. Đây còn một cây rau tía tô nè. Còn đây là hành. Đó, mấy cái bụi hành của mình nè. Đó. Còn cái này là rau giáp cá nè các bạn. Rau giáp cá thì nó còn tốt ghê chưa. Đó, rau giáp cá. Cái này là cái bông của cây hành. Thơm thiệt là thơm. Còn cái này là rau giáp cá của mình nè. Rau giáp cá của mình nó đẹp chưa, nó có nhiều màu sắc ghê chưa. Màu xanh rồi màu hồng, màu xanh, màu hồng, màu vàng. Còn đây là rau thơm nè. Đó, nó cũng đang trổ bông hết trơn rồi, nó già khú hết rồi. Còn cây này tự nhiên quên tên, hình như cây xà hương thì phải, không nhớ tự nhiên quên tên mất. Thì ở đây gọi là tam. Đó, nó mọc rất là nhiều luôn. Thì cái này khô không sao, mình sẽ làm cho nó khô rồi mình đóng hộp. Đó, mình để làm gia vị để ăn. Đó. Các bạn nhìn thấy trái xì thui của mình không? Ở đây gọi là trái xì thui. Thì ở Việt Nam mình gọi là trái bí, đây gọi là bô chi rong, xì thui, bô chi rong. Nhìn nó to ghê chưa? Đó, thì đây là thành quả của mình đó các bạn. Thành quả của mình trồng và bỏ, trồng chăm sóc phân nửa. Và mình đã trồng chăm sóc phân nửa và bỏ phân nửa. Nó tự lớn lên một mình luôn nè, không có chăm sóc trong vòng mấy tuần lễ luôn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy cái sân của mình không, hoang tàn chưa? Ôi là vui ghê, muốn sạc đơn. Ôi là lần sẽ tu bà già. Có những cái trái nhỏ 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 đó, nó nằm la liệt ở dưới đất rất là nhiều. Các bạn thấy, nhìn thấy ha, nó màu cam đó nó nằm khắp nơi đó. Đó là mấy trái bí của mình đó. Còn ở đây, nó bò lên trên này và nó cũng có trái nữa nè. Đó, có một cái trái ở trên cây. Các bạn nhìn thấy nè. Đó, đẹp chưa? Ồ là là, giống trái thị ha. Thì có một trái, nó cũng mọc ở trên cây nhưng mà nó rớt xuống rồi, nó bể hết rồi, nó hư rồi. Đó, cái sân của mình, sân cỏ. Bây giờ là
cái sân hoang tàn luôn. Đó. Quá trời cỏ luôn, cỏ cao nghêu ngao. Đó, cái này cắt mệt lắm này. Đó. Thích nhất là mấy trái bí của mình. Đẹp ơi là đẹp. Và mấy cây cà chua, mấy trái tomato rất là đẹp. Thì các bạn ơi, cỏ nhà mình nó lên cao quá trời luôn. Và mình thấy có nắng lên nè, cho nên là bây giờ mình sẽ đi cắt cỏ và làm sạch sẽ cái sân của mình ha. Rồi, các bạn thấy mình đã chuẩn bị sách những cái túi sách để rác, và cái máy ở đằng sau nó đang chờ mình kìa. Đó, bây giờ thì các bạn xem mình làm ha. Ở đây cỏ nhiều lắm cho nên là mình phải cắt hai lần, một lần là nó còn khoảng như thế này đó, nó còn khoảng bao nhiêu ta, 40 cm hả, đó, gần nửa tấc đó. Thì lần sau mình sẽ cắt nữa, chứ nếu mà mình cắt một lần một cái máy của mình đó, nó mọt luôn, nó chết luôn. Đây là cái máy cắt cỏ của mình nè các bạn. Thì cái máy của mình xài bằng xăng đó, cho nên là mỗi lần mà cắt cỏ là mình giật nó giống như là giật máy co le mà người ta chạy mấy chiếc xuồng nhỏ đó các bạn, mấy chiếc ghe tắc rắn nhỏ rồi đó. Thì cái này nó cũng đơn giản lắm, cái máy này nó cũng đơn giản để sử dụng lắm. Thì có một số máy thì người ta sẽ sử dụng bằng điện, nhưng mà bằng điện thì nó sẽ yếu hơn cái máy bằng xăng như thế này. Đó, những cái cây cối ở đây đều mình phải tự làm hết, tại vì thuê người ta thì giá rất là đắt. Những cái cây mà ở phía bên trên đó, những cây hàng rào đó thì mình cũng tự cắt luôn. Thì ở đây mình thuê người rất là đắt tiền đó, cho nên là mình tự làm hết. Còn việc trong bếp hoặc là nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa này kia rồi đó, thì mình cũng tự làm hết luôn. Ở đây ít có khi nào mà thuê người giống như là ở Việt Nam. Thì nấu nướng hoặc là đi chợ cái này kia đồ mình cũng tự làm hết. Những người mà giàu có đó, người ta cũng không có thuê người nữa các bạn. Ít lắm, ít có người thuê người lắm, người ta tự làm hết. Thì cuộc sống ở Pháp đó, nó có nhiều cái. Nói chung là ở Việt Nam, những người phụ nữ ở Việt Nam mà có tiền thì sẽ sướng hơn nhiều. Tại vì cỏ nhiều quá, mình phải dỡ cái máy lên để mình lấy cái cỏ nó quấn ở dưới cái máy, cái dao chém đó các bạn, rất là nhiều luôn đó. Cái này mình phải tự làm. Mình quay cái máy qua một cái góc khác cho các bạn thấy là cỏ quá trời cao luôn, cao cực kỳ đó. Mình phải cắt hai lần nó mới được, chứ nếu mà cắt một lần thì cái máy nó rất là nặng. Đó, bây giờ mình đã cắt được phần nửa cái sân rồi nè. Thấy đẹp phần nửa rồi các bạn ha. Đây các bạn ơi, sau gần 4 tiếng đồng hồ vật lộn với cái bãi cỏ nhà mình, thì bây giờ các bạn nhìn nè, đẹp chưa? Đẹp ghê chưa? Để mình quay, mình quay ngược lại đó các bạn thấy nè, đó rất là đẹp ha. Đó, sân nhà mình bây giờ sạch bóng rồi nè, đó đẹp chưa các bạn. Đó chứ hôm qua đi về là nhìn thấy cái sân là hết hồn luôn, nhìn giống như đồng cỏ luôn. Để mình đi qua cho các bạn xem mấy cái cây rau củ quả của mình nha. Đó, mình dẹp nó qua một bên để mà mình cắt cỏ. Chứ nếu không mình cắt cái sợi dây của nó thì nó sẽ chết. Tại vì nó chưa có già lắm đâu các bạn, nó vẫn còn non. Thì trong lúc kéo những cái sợi dây bí, mình làm gãy hết hai trái. Thì hai trái này nó còn non các bạn ơi, nó còn rất là non. Thì cái này chắc mình vô mình làm, mình dùng thịt vô trong này nè, rồi xong cái mình hấp hoặc là mình để vô lò nướng ngon lắm.
thì nó còn rất là non, mình có thể ăn luôn cả cái vỏ luôn cũng được, rất là non luôn. Này đó, nhìn mấy cái cây của mình hoang tàn chưa đó, nhưng mà không sao. Thì chắc là ngày mai ngày mốt mình sẽ đi cắt mấy cái cà chua của mình, tại vì nó chín dữ quá rồi. Mà tại vì hôm nay mệt quá các bạn ơi, mệt quá, mình không có làm nữa. Mấy tiếng đồng hồ vật lộn với cái đồng cỏ của mình. Thì đây, cà chua của mình nằm la liệt luôn. Nằm la liệt luôn. Nó nằm sát đất luôn. Còn đây là một trái bí to nữa nè. Mình vén nó qua một bên mà không biết là nó có bị hư hay không. Đó. Đẹp chưa? Chín quá trời chín luôn. Đó, cà chua của mình đó. Đó, còn mấy cây này là mấy cây framboise này. Cái này nó không có nhiều gai, nó chỉ có gai ở trên lá thôi. Còn trên thân nó không có nhiều giống như cái trái mưa hôm trước mình quay cho các bạn xem. Thì nó cũng có gai đó nhưng mà nó ít hơn, và cái trái của nó màu đỏ, khi chín thì màu đỏ và bên trong không có hạt. Đó, cái sân của mình đây bây giờ rất là sạch sẽ đó. Chia sẻ với các bạn một chút xíu về cuộc sống của mình ở Pháp. Thì các bạn thấy đó, ở Pháp thì những cái cây cối vườn tược như thế này mình phải tự làm hết, chứ nếu mà thuê người thì rất là đắt tiền. Trời ơi, có ai nấu bắp mà giống em không? Nấu mà bỏ quên tới nỗi nó khét nghẹt luôn, cháy cái nồi luôn. Ôi là lờ. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau nha. Xin chào.